Top 3 dòng máy mài đáng mua nhất thời điểm hiện tại. Top 3. Nhiều anh em sẽ nghĩ là top 3 sẽ là Bosch, nhưng không. Mình sẽ giới thiệu cho anh em về Stanley 900W. Vì nếu như với phân khúc mà trên 700W thì GWS060 với cái tầm giá đó thì chỉ có 680W thôi. Và đây là một cái mã hàng khá là mới và sẽ khá tiết kiệm cho anh em, và cũng như là công suất nó sẽ cao hơn. Thì về những cái phụ kiện của thương hiệu Stanley thì nó cũng sẽ giống như những cái dòng như là Dewar hoặc là Makita. Và đặc biệt hơn thì cái dòng Stanley 900W này, anh em sẽ được tặng thêm một cái tay cầm phụ như thế này. Thương hiệu Stanley vừa cho ra mắt 3 dòng máy mài mới trên thị trường Việt Nam với công suất lần lượt là 620W, 750W và 900W. Và với thiết kế rất là mới, và cũng như là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng cao nhất là dòng 900W với cái giá rất rẻ luôn anh em. Hàng chính hãng của thương hiệu Stanley thì sẽ được bảo hành chính hãng trên toàn quốc trong 2 năm. Và anh em thấy ở phần này nó sẽ có một cái DES là DES 2021. Và máy có công suất là 900W với tốc độ không tải là 12.000 vòng trên 1 phút. Sử dụng đá là đá 100mm và cốt của nó sẽ là cốt M10. Thì như mình đã chia sẻ với anh em, những cái dòng máy có công tắc nằm ở bên hông sẽ là những dòng máy chuyên dùng để mài. Còn anh em nào mà sử dụng chuyên dùng để cắt thì anh em sẽ sử dụng những cái dòng máy nằm ở công tắc đuôi. Vì bản chất của những cái dòng máy mài thì nó đã nguy hiểm rồi thì anh em nên lưu ý. Vì nếu như mà anh em khi mà anh em sử dụng những cái dòng máy mà có công tắc hông như thế này để anh em dùng để cắt, thì khi mà anh em đang cắt như thế này, lỡ khi anh em chạm vào cái công tắc thì nó sẽ làm tắt cái máy, và cũng như là cái độ hoàn thiện của cái sản phẩm mình đang làm nó cũng sẽ không được cao. Vì đây là một dòng máy khá là mới nên sẽ còn khá xa lạ so với anh em, và anh em hãy để lại cảm nghĩ của mình ở phần bình luận ở bên dưới nha. Và tất cả những sản phẩm của mình đang giới thiệu với anh em thì mình có để trên cái đường link trên phần mô tả, thì anh em có thể bấm vào đó để xem thêm nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hãy ủng hộ Phát Review Tool nha. Phát Review Tool, review mọi loại tool.